Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để claim Adobe nhận được đồng token thì tránh trường hợp mình lại làm quá quá nhiều video lặp đi lặp lại nó mất nhiều thời gian. Thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn một cách để claim một cách nhanh nhất, gọn lẹ nhất nhé. Thì đầu tiên thì các bạn có thể đây, sau khi đã vào được cái video của mình hiện lên cái kênh của bạn, các bạn đều vào xem đấy, thì các bạn sẽ làm như này nhé. Các bạn kéo xuống phần bên dưới này của phần mô tả đấy, các bạn nhấp vào phần link lấy thông tin thì nó sẽ nhảy sang cái website claimadrop.net, và các bạn nhấp vào có nút copy contract này. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt.net của các bạn nhé. Đây, các bạn thêm để thêm cái có chắc là vào nhé, cụ thể đây rồi thêm cái địa chỉ có quan chắc là vào đây rồi đó. Sau đó các bạn nhấp nút nhận token, các bạn cần làm thôi, các bạn cứ tìm cái nút cần làm hoặc các bạn cần làm thôi nhé. Đó, tiếp theo nhấp kết nối hiển thị bằng quý ga, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Đó, ok. Đấy, tương tự những cái dự án khác, các bạn copy con chắc này, các bạn quay vào ví MetaMask hoặc ví chút đất của các bạn này, các bạn dán địa chỉ token này vào này. Rồi, sau đó các bạn lại làm cái tiếp theo, copy con chắc này, quay sang ví của các bạn này, các bạn dán vào. Rồi, nhấp add token và nhấp import token. Rồi, đấy, sau khi đã thêm được và một vài cái địa chỉ token vào ví thì bạn quay trở lại website claimadrop.net, nhấp vào nút nhận token này, nhấp quay và quay trở lại này, nhấp vào nút nhận token này. Đấy, nó mở ra web thì các bạn cứ thế mà các bạn claim thôi, để nó đơn giản nhất nhé. Đấy, thì hình thức claim trên mạng và trên Smart Chain nó đều giống nhau cả. Đó, khi ra của mình sẽ phép rồi, nên là nó sẽ bảo hiểm báo lỗi. Đấy, các bạn cứ tìm cái nút claim, các bạn claim thôi, nhấp tiếp theo, nhấp kết nối nhé. Đó, rồi thì các bạn lưu ý giúp mình, cột bên cánh tay phải đây là những dự án drop đặc biệt sắp kết thúc vào những ngày gần nhất, các bạn ra lại bằng cách là copy contract, quay sang ví của các bạn dán vào một đoạn và nhấp nút nhận token. Nếu những dự án nào các bạn chưa tham gia thì cố gắng hãy tham gia nhé. Thì video xin được kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn hai cái kèo thơm nhất trong cuối năm 2021. Thứ nhất là kèo về đồng token MU token token nhé. Thứ hai là kèo về đồng Mood Swap. Thì hiện tại trước mình đã làm video về đồng Mood Swap rồi. Thì cái các vòng ra bán của nó đã giảm giá khuyến mại đấy, thì đã qua 3 vòng và đã vòng 4 sắp kết thúc nhé. Thì các bạn nào chưa tham gia thì cố gắng nhanh chân tham gia, dù ít hay nhiều nhé, thì các bạn cố gắng tham gia. Còn hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái kèo cũng rất là ngon, có thể x 100.000 lần trong tương lai về đồng token đội của đội bóng đá MU nhá. Thì một số thông tin về cái đồng token này thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả của video. Cụ thể thì là cái lộ trình của đồng token này cuối năm 2021 thì bắt đầu là giao website và cái ra bán giảm giá và khuyến mại và đưa cho staking và farm nha. Đến quý 1 năm 2022 thì bắt đầu là list sàn MXC và một số nó sàn này nhỏ. Quý 2 thì quý 3 năm 2022 thì bắt đầu đã được list lên sàn MXC và Binance nha. Theo cái đúng cái lệ trình của nó. Rồi, thì một số thông tin về cái đồng token này. Cái tổng cung phát hành là 1.000 tỷ
và đã có 81.477 tài khoản holder đã phát sinh 127.067 lượt giao dịch nhé. Rồi, và đã được giao dịch trên sàn Pooncoin với mức giá là 3 số 0. 3 số 0 tới số 4. Hiện tại nhé. Và trên sàn Chartboy Finance cũng 3 tới 3 3 số 0 tới số 41 này. Hiện tại giá giao bán thì là 4 số 0 mới tới số 1. 4 số 0 mới tới số 1. Đấy. Còn trên sàn kia đã giao dịch 3 số 0 tới số 3 tới số 0 tới số 4, có nghĩa là đã x lên 41 lần nhá. Thì các bạn có nhanh chân thì cố gắng mua để sau khi hết thời gian giảm giá khuyến mại vào 3 vòng này, tức là sau ngày mùng 2 tháng 2 các bạn có thể giao dịch và xả nhá. Rồi. Đây tiết tư của họ đây. Chuyên về bóng đá đây, một số thông tin thì các bạn có thể vào đây để tham khảo thêm. Đấy, mình rất tin tưởng với cái đồng token này bởi cái lượng holder của nó cũng khá là nhiều nhé. Tương ứng với lại đồng token MOOC Swap thì là đó. Đây, cái Telegram của họ đấy nhé. Hơn 200.000 member theo dõi. Các bạn có phải vào là mình để phần link ở dưới, phần dưới mô tả của video, các bạn có phải vào nghiên cứu thêm nhé. Rồi các bạn cố gắng hai kèo này là múc MUFC và múc Swap nha, là cơ hội đổi đời tốt nhất cho các bạn trong dẫn cuối là sang năm thôi. Thì sau đây mình sẽ mua mua vừa rồi mình đã làm một cái video và mua thử 0,2 BLB, không phải không không phải 2 BLB thì đã được hơn 10 triệu đồng 10 triệu bảy hơn bảy hơn 10 triệu 700 đồng token múc nhá. Sau đây mình sẽ mua một một BLB nữa cho các bạn xem nhá. Test cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn vào web và các bạn kết nối với ví nhá. Ở đây mình đã đây mình đã kết nối rồi nên là mình sẽ quay lại mình kết nối này. Bước đầu tiên các bạn kết nối với ví Chút hoặc có ví MetaMask hoặc các bạn này, bạn này. Rồi. Sau đó các bạn vào cái có số BLB trên ví của các bạn thì các bạn nhấp vào mắc này. Ở đây mình sẽ mua mua một BLB. Rồi. Ngay vòng đầu tiên. Rồi mình sẽ nhấp vào đây, buy MUFC nha. Rồi, phi gan là 0,00015 BLB. Nhấp xác nhận giúp mình nha. Rồi, vừa rồi mình đã có 10 triệu 746 được 1.158 BLB. Đây là số mình đã mua trước là 0,2. Rồi, mình đã mua được thêm là thành đi 64 triệu. 64 triệu 176 ngàn đồng MUFC nha. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Các bạn có ít thì tham gia ít, có nhiều thì tham gia ra nhiều vào hai cái kèo này. Mình sẽ để ở link ở dưới mô tả của video nhé. Thì video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.